Châu sinh thần với tay lấy cuộn lụa thứ bảy ra, là bức tranh vẽ một căn phòng vào một đêm mưa. Căn phòng đó sáng đèn, bên góc phải của bức tranh có một bài thơ: Hoa phi hoa, vụ phi vụ, hoa chẳng phải hoa, sương cũng chẳng phải. Dạ bán lai, thiên minh thứ. Quá nửa đêm rồi, trời đã sáng. Lai như xuân mộng kỹ đa thì, đến như giấc mộng xuân chẳng mấy hồi. Thứ tự triêu vân vô mịch xứ, đi như mây sớm biết đâu mà tìm. Thời nghi nói với anh, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất giữa em và anh. Chúng ta bất đắc dĩ có một thời gian ngắn sang đất Nam tiêu du ngoạn. Hôm đó có một công tử đã bày tỏ tình cảm với em, mong muốn được nên duyên cùng em. Anh quay ra nhìn cô cầu hôn em. Anh của lúc đó tại sao lại để yên chuyện như vậy? Anh thấy anh của quá khứ rất có vấn đề. Thời nghi lấy tay ôm lấy hai má anh, nựng nựng đôi má giống như của mộ thời. Cô cười khúc khích vì biểu hiện của anh. Lúc đó anh với em cách nhau cả một tầng quan hệ, làm sao anh đứng ra phản đối được? Cũng may trong lòng em chỉ có anh thôi nên em đã từ chối người đó. Em đã nói gì để từ chối người đó nhỉ? Hình như em nói là ta không có hôn ước. Nhưng trong lòng ta đã có một người, ta với người đó tâm ý đã quyết. Em đã nói như vậy đó, anh thấy em có tốt không? Anh cười, tốt, em lúc nào cũng tốt, chỉ có anh là không tốt thôi. Thời nghi ôm cổ anh nói, không, anh rất tốt, chưa bao giờ em trách anh cả. Anh là một người có trái tim cao cả, dùng một từ tốt để miêu tả anh chính là không đủ. Cô lại đưa tay lên chạm từ hàng mày đến sống mũi của anh. Cô đọc ra bốn câu thơ: Nhĩ đích mi vũ hữu kỹ phân thịnh khí, phần tráng của người có mấy phần kiêu ngạo. Nhượng ngã dụng tận nhất sinh cứ truy tầm, khiến ta dùng cả đời để kiếm tìm. Mặt quái tình thoại linh tinh nhàn liễu mộng cảnh, chẳng trách lời tỏ tình nhỏ nhặt trong mộng cảnh. Tỉnh lai canh bạc tình, tỉnh khỏi giấc mộng, tình càng mỏng manh. Anh nhíu mày, đó là kiếp trước còn anh và em, kiếp này không cái gì có thể chia cắt được chúng ta ngoài cái chết. Anh cũng không bao giờ để em lại một mình, anh hứa với em là như vậy. Anh sẽ nắm tay em đi hết cuộc đời này. Đời trước anh ra đi không báo trước để em lại một mình chịu nỗi đau đó, nhưng đó là kiếp trước. Mọi chuyện đã qua rồi. Giờ chúng ta chỉ còn những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, bên những đứa con đáng yêu. Cô ôm anh, không biết đêm đó anh đã nghĩ gì. Đêm đó anh đã đứng cả đêm ở bên ngoài phòng. Em ngồi trong phòng cũng thắp đèn cả đêm, em đã vẽ ra bức tranh hoa sen đang treo trong phòng sách của nhà chúng ta đó. Em đã vẽ anh, vẽ hình bóng của anh trong trái tim em. Ngày hôm sau chúng ta trở về Bắc Trần, bức tranh đó em đã để lại ở Nam Tiêu. Hoàng tiên sinh, chính là Hoàng thư đã lưu giữ lại bức tranh đó. Thật sự rất cảm ơn anh ấy. Anh vuốt tóc cô, anh sẽ gửi quà cảm ơn cậu ấy. Tháng sau cậu ấy mở một buổi triển lãm tranh đấu giá từ thiện, có gửi thiệp mời cho nhà chúng ta. Hoàng thư cũng nói tiểu tranh rất nhớ Thập Thập và Nhất Nhất. Tháng sau chúng ta đến Bắc Kinh nhé. Thật hả anh? Em cũng nhớ Diệp Thanh và Tiếu Tiếu, nhất là tiểu tranh, thằng bé thật sự quá đáng yêu. Mấy đứa trẻ nhà chúng ta cũng rất nhớ tiểu tranh. Chúng ta tới đó một tuần được không? Cặp sinh đôi nam nữ nhà Tiêu Văn em cũng chưa từng gặp mặt. Nghe Diệp Thanh kể rất đáng yêu, cũng sàng sàng tuổi với Thập Thập và Nhất Nhất, chắc hẳn chúng sẽ rất thích chơi với nhau. Châu sinh thần để cuộn tranh đêm mưa đó xuống, anh nghĩ đêm hôm đó chắc hẳn anh đã rất phân vân không biết sẽ đối mặt với tình cảm của cô ra sao. Sẽ làm như thế nào để vẹn cả đôi đường, để giữ cô lại bên cạnh mình mà vẫn thực hiện được lý tưởng đời trước. Đêm đó đứng cả một đêm, suy nghĩ cả một đêm, nhưng cuối cùng cũng không thể thắng nổi ý trời, cũng chẳng thể thắng nổi lòng người. Nếu cả đời cứ mãi giống như những ngày cô kể ở Nam Tiêu, anh không còn là tiểu nam thần vương, cô không còn là con gái Thôi Thị. Họ chỉ như đôi trai tài gái sắc bình yên bên nhau. Nếu lúc đó anh lựa chọn khác, nhưng dường như là anh đều không có lựa chọn. Chắc hẳn mọi sự lựa chọn khi đó đều đáng giá, đều là xứng đáng. Đời trước anh nợ cô, đời này anh sẽ bù đắp lại. Yêu cô ấy, nắm tay cô ấy, cùng cô sinh con dưỡng cái, cùng nhau già đi, cùng nhau uống chén trà vong khước, cùng nhau luân hồi. Kiếp này cô và anh chính là một đời đã quyết. Cô mở cuộn tranh thứ 8 ra, hình ảnh đó như khắc sâu vào trong tâm trí cô. Nghĩ lại cô vẫn còn cảm thấy trái tim mình âm ỉ đau đớn. Chính là ngày cô bái biệt anh, ngày cô rời khỏi Tây Châu, rời khỏi cuộc đời anh. Châu sinh thần đã vẽ lại khung cảnh cô ngoảnh đầu nhìn lại anh suốt cả chặng đường rời khỏi thành. Bốn câu thơ trên mũi tên Bạch Ưng lại xuất hiện một lần nữa. Lúc đó anh đã nghĩ gì? Có phải vì một cái ngoảnh đầu của cô mà cả đời anh sẽ không cảm thấy hối tiếc? Anh nhìn bức tranh và nói, đây là lúc em rời khỏi anh. Nguyên lai ngã giá bình dông đích nhất sinh, hóa ra một đời bình phàm này của ta. Chỉ vì nhĩ hồi thủ bất vi quốc, chỉ vì nàng ngoảnh nhìn lại đã không còn ủy khuất. Đương nhất thế quy vu bình tĩnh, khi hết thảy mọi điều đều trở về với bình yên như vốn có. Ngã giả hảo kháng thanh nguyệt hạ thị thùy đích thân ảnh, ta đã có thể nhìn thấy rõ dưới ánh trăng là bóng hình của ai.
anh của lúc đó chắc hẳn nơi này rất đau. Châu Sinh Thần vỗ nhẹ vào lồng ngực trái nơi chứa đựng trái tim của anh. Anh nhìn cô và nói tiếp, em như ánh sáng của cuộc đời anh, em đi rồi thế giới xung quanh anh đều trở về với tĩnh lặng. Một con người mất đi ánh dương của cuộc đời mình thì sống hay chết cũng như nhau mà thôi. Ánh mặt trời của anh đã rời khỏi anh rồi. Đời này cũng vậy, em là người mang sự ấm áp và ánh sáng đến với cuộc đời anh, không có em anh biết phải sống làm sao. Thời gian em nằm trên giường hôn mê 2 tháng anh chưa từng ngừng hy vọng. Cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ngừng tin tưởng một ngày nào đó em sẽ tỉnh lại. Cho dù là một năm, hai năm hay nhiều năm sau em vẫn như vậy, anh cũng vẫn sẽ ở bên em chờ một ngày em tỉnh lại. Không có em, anh biết đi đâu về đâu. Cô nhìn sâu vào ánh mắt anh đỏ lên, cô vươn người hôn lên đôi mắt đó. Giữa họ đâu cần nói gì nhiều, chỉ cần nhìn ánh mắt của anh cô đã hiểu, hiểu anh sợ hãi đến mức như thế nào. Cô nhớ đến giấc mơ đó. Giấc mơ cô đứng trên vọng lầu, nơi anh đứng trông cô rời đi, rời khỏi Trường An, anh đã khóc, khóc trong thầm lặng. Anh bất lực vì hứa đưa cô về nhà, về rồi lại không thể giữ cô ở lại. Châu Sinh Thần, em từng nhìn thấy anh khóc. Khóc rất thầm lặng, ngày em rời đi này anh cũng khóc. Chỉ cần những giọt nước mắt đó của anh, cuộc đời em cũng không hề thất vĩ quất. Không hề thấy hối hận, chỉ cần là anh, màn đêm tối trước mắt em lúc đó đều rực sáng. Chỉ cần là anh, chuyện gì em cũng có thể chịu đựng. Chỉ cần là anh là đủ rồi. Châu Sinh Thần, tên anh như có ma chú vậy, thôi miên em cả nghìn năm nay, làm em say không muốn tỉnh. Năm nay anh 35 tuổi nhưng đối với em anh mãi mãi là chàng giáo sư 30 tuổi em gặp ở sân bay Bạch Vân ngày ấy. Trong trái tim em nghìn năm trước anh cũng vẫn là tiểu nam thần vương mang cốt cách mỹ nhân, mang lý tưởng cao đẹp, chưa bao giờ thay đổi, chưa bao giờ bị bôi xóa trong dòng chảy thời gian. Chỉ cần là anh là đủ rồi. Thời nghi đời trước hay đời này, gặp được em là may mắn của cả đời anh. Chưa bao giờ anh cảm thấy cái tên này hay chính bản thân của anh có gì đặc biệt cho đến khi gặp em. Cô gái mang nguồn sáng của cuộc đời anh, cô gái tên Thời Nghi, vợ hợp pháp của Châu Sinh Thần, mẹ của các con anh, bà Châu Sinh. Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến, đời người vốn chỉ như lần đầu gặp gỡ.